Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin: Đền Quốc Mẫu Âu Cơ đón bằng công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh; trường tiểu học Trần Cao với mô hình sân chơi bằng lốp xe; cảnh giác khi cho trẻ em xem các chương trình trên YouTube; trong một góc nhìn văn hóa có phóng sự tình trạng rạp đám cưới lấn đường tại thành phố Hưng Yên và phóng sự đổi thay về cảnh quan môi trường ở xã Tam Đa, xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Phù Cừ. Của chương trình Mục Di sản Hưng Yên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đền Phủ Vị và câu chuyện thú vị về Hoàng điện Thái Chiêu Nghi, Nguyễn Thị Ngọc Toản. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bản tin. Vừa qua, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã tổ chức lễ đón nhận bằng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ. Đền thuộc thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, Hưu Di Phu Nhân và hai vị Thành Hoàng. Đền là công trình tín ngưỡng đồ sộ được khởi dựng từ rất sớm, trùng tu thời Nguyễn. Di tích có cảnh quan kiến trúc cùng khuôn viên đẹp với bố cục mặt bằng tổng thể kiểu chữ nhị, gồm tiền tế và hậu cung. Các cấu kiện kiến trúc đều được làm từ vật liệu gỗ còn tương đối đồng bộ, với nhiều mảng chạm khắc đẹp, mang đậm phong cách kiến trúc và mỹ thuật thời Nguyễn. Tại đây còn bảo lưu được một số di vật có giá trị như tượng thờ, châm thư, đại tự, câu đối. Với những giá trị ý nghĩa tiêu biểu về lịch sử văn hóa, đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ xã Hùng Cường được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 176 xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, bằng sự sáng tạo và khéo léo của mình, các giáo viên trường tiểu học Trần Cao, huyện Phù Cừ đã biến những lốp xe cũ hỏng thành sân chơi thú vị cho các em học sinh. Mô hình này đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Những chiếc lốp xe cũ được thu gom, sau đó tái chế lại thành đồ chơi hữu ích, an toàn cho học sinh như bập bênh, xích đu, cầu thăng bằng và đều được trang trí rất ngộ nghĩnh, đẹp mắt. Tái chế lốp xe cũ thành sân chơi cho trẻ em là một việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa phong trào hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới và dần hình thành văn hóa về bảo vệ môi trường trong khu dân cư, cứ vào buổi chiều chủ nhật hàng tuần, các chị em trong chi hội phụ nữ thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ lại dành thời gian vệ sinh các tuyến đường tự quản, trong đó thực hiện quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác và nhổ cỏ dọc ven đường. Sau gần 5 năm thực hiện, đã có trên 50 chị em hội viên tự nguyện tham gia và hưởng ứng, qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước nâng cao được chất lượng cuộc sống tại địa phương. Núp bóng dưới những bộ phim hoạt hình nổi tiếng hiện nay, hàng ngàn các video trò chơi có nội dung tiêu cực, phản cảm xuất hiện trên các trang giải trí dành cho trẻ em như YouTube Kids đang khiến cho nhiều bậc phụ huynh hoang mang lo sợ. Thử thách Momo, thử thách cá voi xanh hay Happy Tree Friend là những từ khóa được các em nhỏ hay nhắc tới. Điều đáng nói là thoạt nhìn thì đó chỉ là những bộ phim hoạt hình hay các trò chơi thông thường, nhưng khi xem thì nội dung lại mang tính bạo lực và nhiều hình ảnh ghê rợn, không phù hợp với trẻ nhỏ. Đặc biệt với trò chơi thử thách cá voi xanh hay thử thách Momo còn chứa nội dung tiêu cực, dạy trẻ cách tự làm hại bản thân như cắt tay hoặc treo cổ. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm và định hướng cho trẻ em các chương trình phù hợp, tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Trên đường Nguyễn Bình thuộc phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào đang tồn tại một bãi rác tự phát ứ động lâu ngày tràn ra lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân phường Nhân Hòa cho biết đây không phải nơi tập kết rác của địa phương, mà do người dân trong và ngoài phường tự ý mang rác thải ra đây vứt, dần dần thành một bãi rác dài hàng chục mét tràn ra cả lòng đường. Hạt giao thông và môi trường thị xã Mỹ Hào và Ủy ban nhân dân phường Nhân Hòa đã nhiều lần dọn dẹp bãi rác này và treo biển cấm đổ rác, song chỉ được một thời gian ngắn, bãi rác lại hình thành. Thiết nghĩ chính quyền phường Nhân Hòa cùng các ngành liên quan cần có những biện pháp mạnh hơn nữa để sớm giải tỏa bãi rác và ngăn chặn triệt để người dân xả rác trái phép ra khu vực này. Vào mùa cưới, tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở thành phố Hưng Yên. Đây là hành vi vi phạm an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người dân. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để dựng rạp tổ chức cưới hỏi đã diễn ra từ nhiều năm nay và ngày càng phổ biến với quy mô rạp ngày càng lớn hơn ở thành phố Hưng Yên. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội. Chỉ tính riêng trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 11 vừa qua, trên địa bàn thành phố Hưng Yên có đến hơn chục đám cưới và hầu hết đều diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để dựng rạp. Tại đường Nguyễn Trãi, chỉ cách nhau chưa tới 100 mét mà có tới 2 đám cưới.
Điều đáng nói ở đây là những chiếc rạp được dựng chiếm 2/3 đường giao thông. Tôi thấy rất bất cập một số vấn đề là phông rạp của một số gia đình bắc lấn chiếm vỉa hè rất là rộng, cản trở rất lớn đến phương tiện giao thông. Khi chúng tôi được mời đến dự những đám cưới, chúng tôi ngồi những vị trí gần lòng đường, chúng tôi rất sợ xe cộ đi rất là nguy hiểm. Không chỉ ở đường Nguyễn Trãi mà tình trạng này còn diễn ra tại nhiều địa điểm khác nữa. Những chiếc rạp ngang nhiên chiếm hết phần đường của người tham gia giao thông, gây cản trở việc giao thông đi lại của người dân. Theo cá nhân mình ấy thì không nên bắt rạp lấn sân xuống lòng đường nhiều quá, rất là gây khó khăn cho những người tham gia giao thông ấy. Nhiều khi mà những cái đường, nhất là những cái đường mà gần ngã ba ngã tư ấy, có cái những cái khúc cua ấy mà ô tô nó khuất cái tầm nhìn ấy, nên là rất là nguy hiểm cho cái vấn đề tham gia giao thông. Đây chỉ là một số dẫn chứng cho tình trạng đang diễn ra phổ biến tại thành phố Hưng Yên. Thực trạng này một phần do điều kiện kinh tế, một phần vì người dân có thói quen tổ chức cưới hỏi tại nhà trong khi khuôn viên gia đình chật hẹp nên phải dựng rạp lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Đối với các cái gia đình khi làm các thủ tục như đăng ký kết hôn hoặc làm các thủ tục khai tử tại ủy ban nhân dân phường thì chúng tôi đều cho các hộ gia đình là ký cam kết về việc sử dụng lòng đường vỉa hè. Còn đối với công tác tuyên truyền thì chúng tôi cho thường xuyên phát các cái văn bản chỉ đạo của phường ở trên hệ thống loa truyền thanh và lồng ghép vào các cái cuộc giao ban và các cái cuộc họp của ủy ban dân thì chúng tôi đều có quán triệt đối với các nội dung đấy. Cưới hỏi là việc trọng đại của mỗi gia đình. Tuy nhiên, việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè để dựng rạp là việc làm không nên. Để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn, không để tình trạng rạp cưới lấn đường tái diễn gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của xã hội cũng như bộ mặt văn minh đô thị của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, xã Tam Đa là một trong hai xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Phù Cừ. Mặc dù là địa phương có xuất phát điểm thấp khi xây dựng nông thôn mới, song đến nay xã Tam Đa có sự phát triển và thay đổi ở nhiều lĩnh vực, trong đó vấn đề môi trường và cảnh quan nông thôn đã được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nếu như trước kia hai bên những con đường trục chính trong xã Tam Đa tồn tại nhiều rác thải gây ô nhiễm môi trường thì nay đã được thay bằng những con đường hoa sạch đẹp. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các hội viên phụ nữ đã làm thay đổi cảnh quan đường làng ngõ xóm. Toàn xã có 8 tuyến đường hoa ở 3 thôn Ngũ Phúc, Cự Phú và Tam Đa. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi thì chỉ đạo tất cả các chi tổ trước hết là phải trồng các tuyến đường hoa để cho tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Môi trường ở xã Tam Đa đang được cải thiện từng ngày, có sự góp sức không nhỏ của các hộ gia đình. Đây là địa phương có tỷ lệ hộ dân duy trì phân loại rác hữu cơ tại gia đình ở mức cao. Hiện nay 70% số hộ gia đình trong xã vẫn làm đúng quy trình phân loại rác thải sinh hoạt, nhờ đó giảm lượng rác phát sinh ra môi trường, giảm sức ép cho việc thu gom rác. Các cấp lãnh đạo tuyên truyền trong các hội nghị thì vẫn chấp hành có ý thức, thì bây giờ cứ thu gom phân đi, xử lý hộ rác tại gia đình phân theo loại rác cho sạch lắm, các dọc đường là sạch sẽ chứ nó không bừa bãi như trước. Xã Tam Đa đã phát huy tốt vai trò của các hội đoàn thể, các tổ thu gom rác cùng vào cuộc với chính quyền trong việc bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân xã có nghị quyết thôn nào để ứ đọng rác thải tại khu dân cư gây ô nhiễm thì thôn đó sẽ bị cắt các phong trào thi đua. Hộ gia đình nào xả rác thải ảnh hưởng đến cộng đồng đều bị ngăn chặn kịp thời và xử phạt theo quy định. Đa số các hộ gia đình đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từ trong nhà đến ngoài ngõ, thực hiện tiêu chí ba sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Quang cảnh nông thôn, đường làng ngõ xóm đến mỗi gia đình nói chung là rất là sạch sẽ, phong quang. Trong thời gian tới thì Đảng ủy và Ủy ban xã thì tiếp tục là có các cái giải pháp để nâng cao các cái tiêu chí về môi trường, vận động các cái ban ngành đoàn thể vào cuộc thành lập các cái tổ thu gom cũng như là các cái câu lạc bộ nói không với chất thải rắn, câu lạc bộ về không sử dụng túi ni lông. Tiêu chí về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao là tiêu chí khó, đòi hỏi sự chung tay của chính quyền địa phương và người dân mới đem lại hiệu quả cao. Môi trường trong lành, sạch đẹp sẽ giúp người dân được thụ hưởng thành quả của xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần tại địa phương.
Tôi đang có mặt tại đền Phủ Vị, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Đây là một ngôi đền có kiến trúc khá bề thế và độc đáo. Nơi đây thì thờ Thánh Mẫu Nguyễn Thị Ngọc Toản, một cung phi tài sắc vẹn toàn thời nhà Mạc. Tại sao đền lại có tên là Phủ Vị và những câu chuyện thú vị nào về Thánh Mẫu Nguyễn Thị Ngọc Toản sẽ được giới thiệu? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu trong mục Di sản Hưng Yên. Và ngày hôm nay, người sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về đền Phủ Vị. Xin được giới thiệu ông Lê Văn Thơ, là thủ tử của đền Phủ Vị ạ. Dạ, xin chào ông ạ. Vâng, chào ạ. Thưa ông, là tại sao đền lại có tên là đền Phủ Vị ạ? Đền có tên là Phủ Vị bởi vì mảnh đất này là có cái tên cổ gọi là Ba Thôn. Tên của nó là Làng Vị, cũ được xây dựng trên mảnh đất này với cái thế tiền tam thai, hậu bát tọa. Phía trước có ba hướng lộc, bát tọa là để thờ các cái vị thánh yên vị. Khi mà được làm hồ sơ để mà công nhận là di tích cấp quốc gia thì hồ sơ được sự nhất trí của bảo tàng của Hải Hưng lúc bấy giờ thì thống nhất là thêm chữ đền vào để cho liên kết. Vì trong hệ thống thờ tự thì có đền, phủ, chùa. Như vậy là chúng ta đã bước vào bên trong của đền Phủ Vị và đây là gian tiền tế. Sau này thì mình mới làm thêm gian tiền tế, do có cái nhu cầu gì phát sinh hay sao? Tức là đầu tiên là chỉ có một gia trung tử thôi và hậu cung. Đấy. Nhưng mà sau cái bão của năm Tân Tịnh thì tất cả những các hệ thống đình đền học thì cụ trong làng quyết định xây dựng sửa lại hậu cung từ trung tử và đồng thời xây dựng thêm tiền tế. Ở đây như vậy là gỗ là gỗ lim mà ngày xưa các cụ lấy từ trong Thanh Hóa ra, gọi là lim thanh ấy, cấu trúc theo kiểu như là cầu kèo. Như vậy là bây giờ thì mình đã vào tới gian trung tử. Ở trong này thì theo cháu quan sát thì có ba gian và hai dĩ không ạ? Ba gian thì cháu nghe là hiểu rồi, nhưng còn hai dĩ thì có nghĩa là như thế nào ạ? Dĩ là sao ạ? Hai dĩ đây để sau này như vậy khi cái việc tế lễ hoặc là gì này, tất cả các cái ngày xưa như các chức sắc mà hoặc các cái ngồi để chiêm ngưỡng phục vụ cho tế lễ này chỉ có ngồi bên ngoài chứ không được vào đây. Đây là để hành lễ. Về cấu trúc của gian trung từ này là kết hợp liên kết với tiền tế là thành chữ nhị. Thì nhưng gian trung từ này kết hợp với hậu cung là lại thành chữ đinh. Đền Phủ Vị thì có lưu giữ được cái thứ nhất là tượng của mẫu ở trong cung cổ từ ngày xưa và có hai sắc phong đời Duy Tuân và Khải Định. Ông có thể chia sẻ cho chúng cháu biết về những câu chuyện thú vị về Thánh Mẫu Nguyễn Thị Ngọc Toản. Đời nhà Mạc có một tổ chức nhà Mạc như vậy, tổ chức thi ở Cao Bằng thì mà cải trang là nam nhi để thi vào thì đỗ nguyên khoa tiến sĩ. Khi trong một tiệc nhà vua tổ chức tiệc để ăn mừng thì phát hiện ra như vậy là vị này là rất như người con gái xinh đẹp, thì có vấn đề nghi vấn và chất vấn thì xong mới phát hiện ra là con gái, thì nhà vua quyết định nhà sẽ tuyển vào làm phi. Bà soạn ra một cái tất cả các đề cương để thi cử của trong triều và làm chủ quản luôn theo sở cầu nguyện vọng là về tu hành ở tại quốc sư tự, tức là chủ quốc ở xã Liên Phương. Thì ở xã Liên Phương vẫn làm cái nhiệm vụ như vậy là dạy học hàng năm là các sự lệ vào cái ngày 15 tháng 6 là ngày dụng và 15 tháng 10 vừa rồi là ngày sinh, và đấy là cái chính và Tết Nguyên Đán thì ba cái sự lệ chính thì nhân dân thập phương người ta tìm mọi cách của người ta về để người ta lễ bái. Cuối năm vào dịp tháng riêng thì tổ chức lễ hội. Trải qua hàng trăm năm với những biến cố thăng trầm lịch sử của dân tộc, đền Phủ Vị vẫn giữ được những nét nguyên bản khi mới xây dựng, và ở nơi đây thì vẫn luôn là một địa chỉ tâm linh đối với người dân địa phương
cũng như là du khách thập phương. Với những người dân ở Phương Triều thì đền Phủ Vị, nơi thờ Thánh Mẫu Nguyễn Thị Ngọc Toản đã trở thành một niềm tự hào cũng như là trở thành một chuẩn mực để lớp lớp thế hệ người dân noi theo về tài năng, về đức độ và về học vấn của bà. Tới đây tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.